sẽ thật là một thiếu sót rất lớn nếu chúng ta đến với Cát Bà mà không check in tại con đường Hàn Quốc dọc triền núi ngay cạnh Flamingo Cát Bà Beach Resort. Không cần phải đến tận đảo Jeju của Hàn Quốc hay Quy Nhơn xa xôi, ngay tại Cát Bà thôi chúng ta cũng có một con đường thơ mộng với tầm nhìn đẹp nín thở như thế này. Con đường nhỏ này chính là điểm gạch nối ba bãi tắm đẹp nhất tại Cát Bà. Và các anh chị có biết không, thời điểm tuyệt vời nhất để chúng ta có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của nơi đây chính là lúc xế chiều, khi ánh hoàng hôn bao phủ lên toàn bộ vịnh Lan Hạ xinh đẹp.